Hello, lại là em Thịnh Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con mình nha. Lời nói đầu tiên chúc em nhiều sức khỏe. Thì trước mắt này mình là xe con cốc Kia Morning 2011. Bên em con cốc thì còn rất là nhiều. Matic Super số lưu động 138 triệu, i10 sedan bản đủ 235 triệu, Spark 2018 màu trắng, máy 1.2 185 triệu. Chiều nay về một xe Spark màu trắng giống vậy mà phone 2017 thì em bán cho em 169 triệu nữa. Bên kia có i10 168 nhập Ấn Độ nữa kìa anh em thấy không? Rất là nhiều ô tô đợi anh em cứ qua lựa, qua lái, qua chạy thử. Ở ngoài kia còn xe bắt đỏ, bắt xanh, bắt xám, rồi Morin vàng. Ở trong xe cốc bên em còn khoảng 15 xe, anh em qua lựa, sàn tự động có đủ. Riêng Morin này là số tự động, bản full cao cấp, số dích dắt. Sẽ được trang bị túi khí, gia đình, rin không lỗi. Và đặc biệt xe này biển số 49 em sẽ bán bao gút hồ sơ cho anh em mình luôn. Qua Tết gút, bao ký, bao gút, mâm lớp vỏ mới, sơn xe đẹp, tích hợp xe nhanh gương. Anh em về sẵn đi ha. Đấy, anh em qua lựa, qua lái, qua chạy thử vô tư. Có xem là cô bớt, có bán cho anh em mình nợ thiếu lại nha anh chị nha. Thiếu lại 5 triệu, 10 triệu, 20, 30, 50, 60. Lóc cửa, mở cửa từ xa, nguyên dàn ghế là ghế da zin nè anh chị nha. Đó, túp ly nỉ rin, ghế da zin, trần rin theo xe. Chất xe đẹp miên man anh chị nha. Kêu kỹ xung chỉ nha. Đó, túp ly nỉ nè, rất là đẹp anh chị nha. Cái này là không có một lỗi nào luôn anh chị nha. Và rất là đẹp. Anh em nhìn dàn túp ly của xe của nè bên tài rất là đẹp luôn anh chị không? Chứng tỏ đều là xe cột, gia đình, rin không lỗi, bao cuốn hồ sơ chỉ có 195 triệu thôi. Tem bọng nhãn mát bát cửa nè, rất là mới luôn chị nha. Anh chị về sẵn đi nha. Vô lăng mẫu mới, vô lăng nó có ba chấu kép nè, ha, túi khí nè, số dích dắt nè anh chị nha. Đó, màn Android đều qua auto nè. Nói chung là xe này nói chung còn rất là tuyệt vời. Anh chị mình về chỉ việc lên xe đi, không tốn ngàn nữa nha. Xe còn rất là chi là mới nha. Xe chạy ở đâu chuẩn mấy con trăm ngàn anh chị nha. Chạy trăm ngàn, màn hình ngon lành chưa, số má nè, tay thắng nè, rất ư là ok anh chị nha. Trợ lực thì hầu như là em thấy rất là nhẹ anh chị nha. Giờ mỗi nên thì trợ lực lúc nào cũng nhẹ ha. Đó, rồi để em giật cái capo cho anh em mình nghe phần về tiếng máy nha. Đi qua là auto luôn nè anh chị ha. Đi qua auto nè anh chị không. Đó, auto lút nè. Đó, đã không. Anh em mình về nói chung là sẵn đi ha. Gương kính chỉnh điện gặp gương. Cua về lòng về máy về rin hết anh chị nha. Rin hết cả xe luôn. Đó, gầm xe nè. Gầm rin keo chỉ là mà gầm là rin hết luôn, chưa phủ gầm luôn. Về anh em mình đi Tết thôi. Nói chung là xe này là quá mới rồi. Máy chạy thì quá tuyệt vời luôn. Động cơ máy này là 4 máy, máy 1.1 sùng chỉ keo chỉ rin, ốc cabo chưa mở luôn nè anh chị. Đó. Sùng chỉ keo chỉ nè anh chị không? Đây. Đó, quá đã luôn nè anh chị ha. Cái bơm FI còn rất là mới luôn. Xe này anh em mình qua xem thì chứ mới có 100 ngàn khỏi cần mở nắp cò anh em nha. Máy số gin, xe keo chỉ gin, xương đầu gin, không đâm va cấn đụng. Anh em về sẵn đi Tết. Đó, để cho anh em mình 195, giá này còn giảm còn bớt. Anh em quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 và 0834 33 3371. Có xem làm sẽ có bớt cho anh em mình. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở clip sau nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video từ bên em Thịnh Bến Tre ạ.